Như vậy trong Windows thì chúng ta sử dụng nối giữa các thư mục lại với nhau thì nó sẽ có cái đường dẫn là gì? Dấu xiết, xiết huyền. Còn trong Linux thì nó đổi lại là xiết sắt. Đừng hỏi tại sao, mình chỉ biết như thế và mình xài cho nó đúng thôi. Còn tại sao phải hỏi cái người viết hệ điều hành? Còn chúng ta đang sử dụng thì không cần phải biết như thế. Nhưng cơ bản là muốn khác thôi. Và cái thứ hai là trong Windows bạn sẽ có ổ D, ổ C, ổ E, ổ F. Còn trong Linux tất cả mọi thứ bắt nguồn từ dấu xiết, không có cái ổ nào cả. Như vậy thì đường dẫn tương đối và tuyệt đối. Tuyệt đối là bắt đầu từ một dấu xiết mà không có gì phía trước, có nghĩa là từ thư mục gốc á, từ ổ đĩa gốc, giống như trong Windows gọi là root á. Và tất cả mọi thứ nó bắt đầu từ cái xiết sắt này hết. Cái lệnh BWD cho phép chúng ta biết là thư mục hiện nay chúng ta đang đứng ở đâu. BWD, chúng ta đang đứng ở thư mục root. Lúc nãy chúng ta nói rồi, trong computer của chúng ta có rất nhiều thư mục và chúng ta đang đứng ở bên trong này. Đang đứng ở bên trong này. Nếu bây giờ chúng ta tạo bất kỳ cái gì thì nó sẽ được tạo ở đây. Ví dụ trong này chúng ta sẽ xem một cái lệnh tạo trước đi. Lệnh LS là liệt kê, list. Như vậy thầy sẽ sử dụng lệnh LS để cho các bạn thấy. LS có gì? ABC, A.sh, desktop, xcrrun.log, A.hs, vân vân. Và chúng ta có thể ls trừ l, có khác nhau. Ls không, ls trừ l. Như vậy thì nếu như một cái lệnh mà các bạn mới học, các bạn không biết là những cái phần ở phía sau á, option là trừ cái gì, thì chúng ta có thể xem bằng một cái lệnh hỗ trợ main. Và cái lệnh này nó cho phép mình xem đây, ls tên. Ls có nghĩa là list directory content, viết tắt ls, ls list để liệt kê danh sách. Và ls nó sẽ có option hoặc là đưa file trực tiếp vào. Vậy cái lựa chọn mà có dấu ngoặc vuông này nè, nghĩa là có cũng được, không cũng được. Giống như mình ví dụ lúc nãy, ví dụ ls không có gì, ls trừ l, đó, hai cái khác nhau. Như vậy cái trừ l này nè gọi là option, lựa chọn có cũng được, không cũng được. Và trong cái lệnh ls nó có những cái cơ bản: trừ x, trừ l, trừ a, hiển thị trên nhiều cột, hiển thị chi tiết. Hiển thị chi tiết này nó giống cái gì của Windows? Xem ở dạng gì? À, detail.
view ở dạng detail. Khi mà mình dùng lệnh ls thì nó liệt kê cho mình những cái thông số như thế này. Vậy những thông số này là cái gì? Ý nghĩa. Cột 1, ký tự đầu tiên là chỉ tập tin bình thường nếu là dấu trừ, D nếu là tiêu mục, và L nếu là tập tin liên kết. Đây, như vậy tập tin này là info.dir. Có dấu trừ có nghĩa là tập tin này dạng tập tin gì? Bình thường. Còn tập tin mà có chữ D phía trước là thư mục. Ví dụ đây, có chữ D phía trước, có chữ D phía trước, đó là thư mục. Rồi, lúc nãy chúng ta đang nói đến cột thứ nhất. Như vậy trong cột thứ nhất thì ký tự đầu tiên, người ta nói là tập tin bình thường hay là tập tin thư mục hay là tập tin liên kết. Và ở những cái sau này nè, nó xác định quyền của tập tin. Như vậy chữ R, chữ W, chữ X là viết tắt của cái gì? Viết tắt của cái gì? Có nghĩa là read, write, execute. Được quyền đọc, được quyền ghi, được quyền thực thi. Và trong này nó có 3 cái nhóm. Như vậy nhóm user, nhóm của group và nhóm của quyền tác giả, owner. Như vậy đến cái phần mà chain mode chúng ta sẽ học kỹ về cái này. Cái thứ hai, cái số 1 này, ký tự còn lại chỉ quyền số. Còn thứ hai, chỉ số liên kết tập tin. Như vậy một tập tin trong Windows, nếu như chúng ta tạo số kết 10 số kết thì nó cũng không hiển thị. Bạn tạo ở đâu, tạo bao nhiêu thì bạn tự quản lý. Còn trong Linux, nó hiển thị cho bạn biết là cái file đó được tạo bao nhiêu liên kết. Nếu như mình tạo nhiều liên kết đến một file thì chỗ này nó sẽ hiển thị cái số liên kết đó. Cột tiếp theo, số 34 là ai sở hữu, người nào sở hữu và nhóm nào sở hữu. Tức là lúc này chúng ta phân quyền cho ai được sở hữu cái tập tin này. Như vậy mình sẽ có lệnh để mình thay đổi. Còn nếu như bình thường khi chúng ta mới tạo ra, khi chúng ta mới tạo thì cái mà thầy tạo lúc nãy, cái thầy tạo lúc nãy thì cái user root tạo được quyền mặc định là chỉ có được đọc là chủ yếu, và tạo lúc 14:22. Tiếp tục, kích thước tập tin, ngày giờ tạo, tên tập tin. Đó là những nội dung mà chúng ta nhìn thấy. Lệnh mkdir chúng ta mới nói lúc nãy. Tùy chọn thư mục. Và trong này người ta ví dụ rất đơn giản. Tùy chọn đó là gì? Chúng ta không biết. Thì chúng ta sẽ biết được cái option này là gì. Như vậy option, cái từ mk, mk make directories tạo thư mục. Và chúng ta xem trừ m tức là cái option đó, nó sẽ cho chúng ta biết là làm cái gì, những cái option. Và trong phần này thường chúng ta sẽ tạo thư mục, ví dụ theo cái bài tập mà chúng ta sẽ làm thử.
Trong này người ta cho mình tạo thư mục học tập ngoại ngữ, tin học. Bây giờ các bạn chú ý, nếu như thầy sẽ có một cái đoạn test xem thử là các bạn sẽ đọc được cái gì. Ví dụ thầy gõ là chúng ta đọc được gì? À, cô Ngân cũng được, công an cũng được. Nhưng nếu thầy gõ thì chúng ta phân biệt rõ hơn, đúng không nào? Như vậy thì khi các bạn tạo thư mục, mình nên đặt tên theo dạng này để chúng ta dễ đọc, dễ đọc. Và chú ý, trong Linux chữ hoa, chữ thường nó phân biệt nhé. Mình viết hoa là tí nữa mình phải xài là hoa luôn. Nhưng mà chỗ này thầy đổi lại chữ học tập là viết hoa, chữ H, chữ T. Và hiện nay người ta có dấu cách ở giữa. Chú ý nè. Tạo gì đây? Mở cá đìa à, học tập. Có dấu cách nha, chú ý giùm thầy. Lúc nãy mình click rồi nè, có học tập đây không? Không. Enter nhé. Tạo được rồi, không báo gì hết là tạo được. Quay trở ngược lại, click lại. Thư mục chúng ta tạo đâu? Có không? À, có cái học. À, có tập ở dưới. Học đây và tập đây. Vậy cái lệnh lúc nãy chúng ta làm có nghĩa là gì? Tạo hai thư mục cùng lúc. Và hai thư mục này được cách nhau một dấu cách. Nếu như chúng ta muốn tạo một thư mục mà có khoảng trắng ở giữa thì chúng ta phải đặt nó trong nhạy kẹp. Được chưa? Và khi chúng ta sử dụng cũng phải đặt nó trong nhạy kẹp. Cho nên chúng ta sẽ tạo một thư mục học tập mà không có khoảng cách, để cho nó dễ xài cái đã. Bởi vì có khoảng cách cũng không cần thiết. Cho nên chúng ta chỉ cần tạo thư mục học tập không có khoảng cách. Tương tự như thế, chúng ta tạo những thư mục bên trong. Bên trong học tập có gì? À, ngoại ngữ, tin học, toán, văn học. Như vậy thì chỗ này chúng ta mở kadia làm giống như lúc nãy. Chúng ta sẽ gõ vô đây ngoại ngữ tin học, toán, văn học. Như vậy chúng ta đã tạo được bốn thư mục cùng một lúc. Phải vậy không? Phải vậy không nào? Nếu thầy enter chuyện gì xảy ra? Tạo bốn cái, nhưng tạo ở đâu? Ở ngoài, nó không phải nằm bên trong, không phải nằm bên trong cái học tập của mình. Vậy thì mình làm gì? À, có hai cách. Một là chúng ta sẽ xếp gì đây? Chuyện học tập là không thấy. Rút. Rồi mới đến học tập. Rồi mới đến ngoại ngữ là cái thư mục chúng ta muốn tạo. Và tin học thì chúng ta cũng phải lặp lại cái phần này. Tin học cũng phải lặp lại. Toán cũng lặp lại. Văn học cũng lặp lại. Như vậy chúng ta không
nên sử dụng kiểu như thế. Không nên sử dụng kiểu như thế. Mà chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ CD vào đâu? Bây giờ chúng ta dùng lệnh BWD. Chúng ta đang đứng ở root. Bây giờ chúng ta dùng lệnh CD học tập. Thấy có gì khác? À, học tập, ok. Chúng ta sử dụng lại lệnh BWD. Chúng ta thấy là chúng ta đang đứng ở trong học tập. Và bây giờ bạn chỉ cần mkdir ngoại ngữ tin học toán văn học. Được chưa? Nó sẽ tạo bốn thư mục này bên trong thư mục học tập. Và khi thầy gõ lệnh ls trừ l, nó sẽ hiển thị cái gì? Nó có hiển thị cái file a.sh, có hiển thị thư mục bài tập, có hiển thị thư mục học không? Không. Bởi vì mình đang đứng trong học tập thôi, thì nó chỉ hiển thị những cái gì trong học tập. Tương tự như thế, các bạn sẽ tạo hết cây thư mục này giúp cho thầy. Và chúng ta sẽ làm một cách hay hơn. Làm một cách hay hơn. Bây giờ phần này các bạn chưa học, nhưng các bạn tạm sử dụng, tạm sử dụng gedit, tạo cho thầy một cái tệp tin, tạo thư mục .sh. Còn tập tin này là gì thì sau này chúng ta tìm hiểu. Lệnh gedit tí nữa chúng ta sẽ nói đến, nhưng bây giờ chúng ta tạm dùng trước gedit. Nó sẽ hiển thị lên một cái file. Và bạn sẽ làm giúp cho thầy gõ lại những cái lệnh lúc nãy. Ví dụ list trừ l mkdir thư mục bài tập học tập chứ. Rồi gì nữa? CD thư mục học tập. Rồi mkdir ngoại ngữ tin học toán văn học, và .. các lệnh còn lại để cho bạn tạo hết cái đề. Được chưa? Và sau khi bạn tạo xong cái thư mục này, cái file này, còn nhiều lệnh nữa nhưng mà tí nữa các bạn tạo nhé, lưu lại. Và các bạn thêm một cái lệnh chmod. Lệnh này chúng ta cũng học sau. Bây giờ chúng ta dùng trước. Tạo thư mục .sh. Bây giờ tạm thời thầy sẽ xóa, thầy sẽ xóa cái thư mục mà mình đã tạo trước đã. Những cái này là chúng ta mới tạo. Mình bị nhầm vị trí tí xíu. Nhầm vị trí tí xíu. Lúc nãy chúng ta gedit tạo thư mục, nó nằm bên trong học tập luôn rồi. Rồi, ok. Cho nên chúng ta xem. Không có.
chúng ta sẽ lưu lại cell root tạo thư mục chấm sh. Đây cái mà chúng ta tạo file đây. Một là các bạn double click để các bạn chạy. Hai là các bạn sẽ cd xịt là các bạn ra thư mục ngoài. Mình sẽ chmod 777 tạo thư mục chấm sh. Không có sao, ngồi rút có mà, tại sao không có? Đây ngồi rút đây. BWD ok. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng lệnh sh tạo thư mục chấm sh chạy. Được chưa? Nó sẽ thực thi bằng cách lệnh ls nè. Được không? Sau đó nó tạo học tập. Trong học tập có những thư mục còn bên trong, và sau này thì đa số chúng ta sẽ dùng cái dạng này, double click run xong tạo thư mục, xóa thư mục, đổi rồi copy vân vân, chúng ta sẽ làm như thế. Như vậy tí nữa các bạn làm bài tập này bằng cách các bạn tạo cho một cái tập tin giống như thầy làm lúc nãy là câu 2. Các bạn đặt cho thầy là câu 2, viết không dấu câu 2 chấm sh, và các bạn viết tất cả những cái lệnh để tạo cái cây thư mục này, và thầy kiểm tra các bạn bằng cách xuống xóa hết những thư mục đang có, chạy cái câu 2 chấm sh. Nếu tạo đúng cây thư mục này là hoàn thành cái bài câu 2.